chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại và đến với kênh Ala Jamie. Mình là My, sinh năm 1984. Hôm nay chúng ta kết nối năng lượng với nhau và xem là vũ trụ chuẩn bị làm gì cho bạn ngạc nhiên nhé. My chuẩn bị 3 viên đá khác nhau để chúng ta chọn tụ, khuyến khích bạn sử dụng trực giác của mình để xác nhận xem viên đá nào bạn yêu thích nhất tương ứng sẽ là tụ bài của bạn. Hoặc chúng ta có thể nhắm mắt lại, hít thở thật sâu 3 hơi không suy nghĩ gì hết. Sau đó bạn mở mắt to ra, mắt bạn chạm phải viên đá nào đầu tiên thì đó tương ứng sẽ là tụ bài mà vũ trụ hướng năng lượng của bạn đến để chọn. Bây giờ mình sẽ lấy lá bài đại diện chọn tụ. Bạn cũng có thể sử dụng các lá bài đại diện chọn tụ để lựa chọn tụ bài yêu thích của mình nhé. Chúng ta đã có đầy đủ 3 tụ bài. Bây giờ mình sẽ đi ngay vào trong việc giải bài. Xin chào các bạn, tụ bài số 1, đây là viên đá và lá bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Tụ 1, chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau và xem là vũ trụ sắp làm cho tụ bài số 1 ngạc nhiên vì điều gì. Trước khi vào trọng tâm trải bài, hãy làm sạch năng lượng của tụ 1 nhé. Lá bài đại diện chọn tụ của bạn là về cái sự yêu thương. Xin phép để gần cho bạn nhìn thấy, có trái tim bạn thấy không? Đây là về sự yêu thương. Cho My có một cảm nhận là vũ trụ có vẻ là đã và đang theo sát dõi theo cái hoàn cảnh, tình huống hoặc là công việc của các bạn, tình huống của các bạn, tụ bài số 1, và đang muốn trao gửi, bạn thấy hai cái tay không? Đang muốn truyền tải, đang muốn trao gửi, đang muốn cho bạn nhìn thấy được là vũ trụ yêu thương bạn. Và vì yêu thương cho nên có thể sẽ có một sự thay đổi nào đó nó sẽ xảy ra ở đây. Vậy điều này nó phản ánh một năng lượng là hoàn cảnh thực tế của tụ bài số 1 nó phải có một cái diễn biến mà làm cho bạn có thể là không được khỏe, không được tốt, hoặc là vất vả, hoặc là không sớm thì muộn tiềm tàng, tiềm ẩn một vấn đề nào đó mà trong tương lai sẽ không ổn, sẽ không tốt cho các bạn tụ bài số 1. Và vũ trụ thấy điều đó cho nên là sẽ chuẩn bị có cái sự thay đổi đi. Và thay đổi như vậy để cái tiềm tàng, tiềm ẩn đó trong tương lai nó không có gây sự tổn hại cho bạn, mà nó phải thay đổi từ trong trứng, trong nước ngay tại lúc này. Thì bởi vì thương yêu cho nên mới không để bạn vấp phải vấn đề nào đó, hoặc là khó, hoặc là khổ. Bởi vì thương yêu cho nên phải chặn, phải thay đổi ngay từ cái lúc này. Nhưng mà thay đổi là bằng cách nào đây? Tại vì vũ trụ là một năng lượng mà mình không thể nào gọi tên hay nhìn thấy hay chạm đến được. Cho nên sẽ có một sự xoay chuyển đó. Trải bài này cho My có một cảm nhận là sẽ có một cái sự xoay chuyển. Mà khi xoay chuyển này, hoặc là bạn xoay chuyển, hoặc là ngoại cảnh, hoặc là nhiều những con người xung quanh sẽ phải có cái sự xoay chuyển và thay đổi để bảo vệ cho các bạn tụ bài số 1, trong bảo vệ cho cái chặng đường phía trước, cho tương lai, cho hành trình xa hơn đó, nó được ổn đó, tụ 1. Thành ra nó sẽ xuất phát điểm từ năng lượng ở hai lá bài này. Cho My có cảm nhận sớm thôi, các bạn tụ bài số 1 có thể bạn sẽ đưa ra một cái quyết định, hoặc là bạn sẽ công bố một điều gì đó, hoặc là bạn sẽ có một cái lựa chọn nó khá quan trọng. Mà đấy, cái lựa chọn, cái quyết định đó, hoặc là cái công bố đó, nó sẽ tạo ra một cái sự xoay chuyển, nó sẽ tạo ra một cái sự thay đổi để bảo vệ cho bạn trong tương lai tốt hơn. Vậy thì quan trọng ở cái chỗ mà bạn sẽ chuẩn bị đưa ra một lựa chọn, một quyết định, một công bố nào đó, thì cái lựa chọn và quyết định công bố đó nó sẽ phải có một cái nội dung gì, nó sẽ phải có một cái tác động, một cái sức ảnh hưởng gì đây mà bảo vệ bạn dài lâu. Thì ngay cái mấu chốt nằm ở cái chỗ các bạn đưa ra một cái quyết định. Vì My nhìn thấy được cái hoàn cảnh của các bạn tụ bài số 1, có vẻ bạn đang rơi vào trong một cái trạng thái, hoặc là bạn bị động, thụ động, hoặc là bạn bị động, thụ động, hoặc là bạn bị rơi vào trong một cái tình huống mà bạn thụ động. Mà hai cái năng lượng này có vẻ giống như nó có một cái phần hơi vất vả trong cái hoàn cảnh cuộc sống hoặc là công việc nha. Hoàn cảnh cuộc sống hoặc là công việc có vẻ nó hơi chật vật một chút.
cho tụ bài số 1 mà bạn thì cũng muốn yên thân, vừa chật vật mà lại vừa muốn yên thân. Cảm nhận như bạn sẽ rơi vào trong một cái thế nó hơi thụ động quá, hoặc là bạn bị động. Mà bạn có muốn hay không muốn nhưng bạn hơi bị động một chút. Thành ra bạn cứ vì cái ngoại cảnh, năng lượng này là vì cái ngoại cảnh cho nên là bạn cũng không thoải mái, có cảm giác vậy, nó vất vả và nó cũng không thoải mái. Có thể là bạn không có được cái sự ngơi nghỉ luôn. Ok, và bạn chỉ có lặng lẽ muốn cặm cụi làm việc, lặng lẽ muốn cặm cụi làm việc, cũng không muốn va chạm vào ai, hay là cũng không muốn nhiều người họ ảnh hưởng đến cái công việc hoặc là cái hoàn cảnh mà an ổn, yên ổn hiện tại của tụ một. Bạn muốn như vậy. Nhưng mà ngay cái chỗ này, nếu như mà bạn cứ giữ mãi tình huống như vậy, tình trạng như vậy, bạn yên ổn thôi được rồi, làm vất vả thật loay hoay chật vật nhưng mà yên ổn, đừng ai đụng đến hết. Nhưng nếu giữ nguyên tình trạng như vậy thì có vẻ lâu dài trong tương lai nó lại là không tốt, mặc dù hiện tại thì nó yên ổn. Chỗ đó đó, cái chỗ này thì là vũ trụ đã nhìn thấy, cho nên là sẽ có một cái sự chan rãi cái tình yêu thương để bảo vệ dài lâu cho tụ bài số 1. Bởi vậy cho nên cái trạng thái đó mà tụ bài số 1, bạn muốn yên thân, yên ổn, tĩnh lặng làm việc, cũng đừng ai đụng đến bạn, bạn cũng sẽ không có vươn ra ngoài cái vòng tròn an toàn của mình. Cái trạng thái đó đấy, nó sẽ được xoay chuyển, nó sẽ bị xoay chuyển, nó sẽ bị thay đổi đó. Có thể làm cho bạn một chút xíu sự không thoải mái, nhưng mà nó lại đang ngăn chặn những cái hậu họa trong tương lai, những cái mà vấn đề sẽ xảy đến trong tương lai không có tốt cho tụ bài số 1, cho nên ngay lúc này mà nó thay đổi. Tự bạn nhé. Vấn đề ở chỗ là tự bạn sẽ nhận thấy những cái vấn đề đó để bạn chuyển từ từ, bởi vì đây là sự giúp đỡ của vũ trụ, mà cho nên không có ai mà có thể thấy và biết được cái điều này để nói cho các bạn đâu. Thành ra là vì các bạn tụ bài số 1 mới cảm nhận được bạn là một cái người giỏi giang và nhạy bén cực kỳ. Bạn sẽ có cái xu hướng thiên về là phân tích, suy nghĩ, nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi. Đó. Chứ còn nếu mà mới nói về khái niệm tâm linh giống như vậy, nói về khái niệm vũ trụ giống như vậy, mới không biết là nó có cái tác động được, lay động được tụ một hay không, có thuyết phục được bạn hay không, nhưng nó vẫn ở đó. Dù bạn không bị thuyết phục, bạn cảm thấy nó không lay động, nhưng nó vẫn ở đó. Trải bài này nó năng lượng nó vẫn ở đó. Vũ trụ đang có cái phần kết nối với các bạn tụ bài số 1. Vậy thì bạn nghiệm lại đi, kết nối như thế nào? Bạn nghiệm lại giúp mi, có phải dạo thời gian gần đây bạn chật vật vất vả loay hoay mà bạn chỉ muốn ở một mình thôi, phải không? Dạo gần đây, có phải là bạn chỉ muốn lặng lẽ, bình yên, hay là bình lặng, tĩnh lặng, yên ổn mà làm việc một mình thôi? Có phải như vậy hay không? Nếu mà cái năng lượng đó nó thực sự ra nó giống như là cái năng lượng của một cái sự bình lặng trước một cơn bão đó. Bình lặng trước một cơn bão, mà cái bão này chỉ đơn giản là bão thay đổi thôi chứ cũng không có gì đâu. Bình lặng trước một cơn bão đó. Hai cái lá bài này, tụ bài số 1, hai lá bài này nó rất là hai năng lượng này. Bạn sẽ thấy nè. Thầy tu, nữ tu, ẩn sĩ, ba cái lá bài này còn không tâm linh nữa thì thôi. Bạn hình dung không? Đấy, thầy tu, nữ tu và ẩn sĩ, đặc biệt tụ bài số 1, bạn sẽ nhìn cái lá bài này giúp mi với. Bạn sẽ thấy có một cái người tỏa sáng hẳn và đang nói chuyện tương tác với rất là nhiều người, nhưng xa xa ở kia nó có một cái năng lượng của sự gia hộ. Một cái năng lượng của sự gia hộ. Đây là một năng lượng kết nối của tâm linh đó. Mặt trăng ở đây nè, đấy, đây là năng lượng của kết nối tâm linh. Thế cái hoàn cảnh công việc của bạn sớm thôi, bạn sẽ có cái sự tương tác và kết nối với nhiều người xung quanh. Nó khác hơn so với bây giờ là bạn muốn yên ổn, bạn muốn tĩnh lặng. Thì mới đang hỏi bạn có phải hay không dạo thời gian gần đây bạn có cái phần hơi muốn bình yên, yên tĩnh, tĩnh lặng một mình á, thì đó là cái trạng thái nó hơi thụ động một chút xíu, hoặc là bạn bị rơi vào cái thế là bị động. Ok, nhưng mà cái thời điểm này, mặc dù bạn vẫn nghiên cứu tìm tòi như cái cô trong lá bài này, tập trung làm cái việc của mình thôi, nhưng mà bắt đầu bạn sẽ nhận diện ra, tự bạn nhận diện ra. Mà hỏi vì sao tự bạn nhận diện ra? Bởi vì đây là năng lượng kết nối nè, đây là năng lượng tâm linh nè. Đây, kết nối với mình bạn thôi chứ kết nối với ai đâu mà lấy đâu mà ai biết đó. Cho nên có một mình các bạn thôi, số 1 bạn sẽ tự nhận ra. Từng bước, bạn sẽ nhận ra cái sự chật vật, vất vả và loay hoay của bạn như thế nào. Từng bước bạn sẽ ngộ ra được cái hậu họa trong tương lai. Cái hậu họa trong tương lai rằng những cái nhân tố xung quanh bạn, những con người xung quanh bạn, họ có thể sẽ có những cái...
cuộc đảo chính hay sự bùng nổ gì đó, bất kể. Thì thời điểm này bắt đầu bạn đang tĩnh lặng như vậy, bạn hiểu ra về bản thân của bạn. Đây là một cái giai đoạn bạn quay trở về để bạn thẩm định lại năng lực của bản thân, để bạn có một cái sự rà soát sâu rõ về chính năng lực hoặc là kinh nghiệm hay trải nghiệm, tất cả những cái nội lực của chính bản thân mình đấy, tụi bà số 1. Cho nên là mặc định tự nhiên bạn thu mình lại, bạn thích yên tĩnh là như vậy. Bạn yên tĩnh và đây là một cái giai đoạn trong nội tâm của bạn, trong năng lượng của bạn, trong khả năng tâm linh của các bạn, tụi bà số 1 tự khắc bạn sẽ có những cái tín hiệu và những cái dấu hiệu mà chỉ có vũ trụ và bạn là hai bên giao tiếp với nhau mà thôi, không có ai biết đâu. Bạn sẽ thấy nó hay như vậy. Mình đưa một ví dụ. Bạn vẫn chăm chỉ làm việc, sáng đến chỗ làm, chiều tối quay trở về, rồi sinh hoạt trong gia đình vân vân, lâu lâu cũng sẽ đi gặp bè bạn, mà chắc ít lắm, cái năng lượng này ít gặp bè bạn. Vẫn là cái sinh hoạt bình thường thường nhật như vậy của tụi bà số 1. Nhưng mà hôm nay mình đọc cái tài liệu này, bất chợt tự nhiên mình nhìn thấy cái vấn đề. Ngày mai mình đọc cái báo cáo đó, tự nhiên trong đầu của bạn nó bừng sáng lên. Và dĩ nhiên là phải dựa trên kinh nghiệm của bạn cộng với những cái năng lượng kết nối tâm linh. Rồi thậm chí có những lúc mà bạn lặng lẽ một mình, bạn muốn mở một cái bài nhạc nhẹ nhẹ, nhạc bất kể, mình không biết, bất kể music, một cái bài nhạc nhẹ nhẹ, hoặc là bạn sẽ nghe một cái lời dẫn nào đó, bất kể trên internet, tự nhiên nó có một cái câu hay một cái thông điệp nào đó, tự nhiên nó làm cho bạn ngộ ra, giật mình ra, và bạn nhìn thấy được, bạn sẽ có thể thẩm định được, bạn phân tích, bạn tiên đoán được rằng là nó sẽ có những cái hậu họa sau này. Ngay cái chỗ đó, thực ra tất cả nó không vô tình, nó cũng không ngẫu nhiên đâu, đều là sự hữu ý của tình yêu thương của vũ trụ dành cho các bạn. Tụi bà số 1 trả bài này nó rất là hay, tụi 1 đó. Thành ra là đó đều là cái sự yêu thương của vũ trụ hết, cho nên là cái hoàn cảnh của bạn như vậy thì ngay cái thời điểm chín mùi sẽ khiến cho bạn phải đi con đường đó. Ngay cái thời điểm chín mùi sẽ dẫn dắt để cho bạn phải nghe cái thông điệp đó. Ngay cái thời điểm chín mùi sẽ phải khiến cho bạn đọc cái số liệu đó và tìm tòi cái tài liệu đó, để cho bạn nhìn thấy được cái câu trả lời, để cho bạn có được một cái tiên đoán, để cho bạn có một cái nhìn xa hơn rằng là bạn không thể nào mà một mình như vậy mãi được. Và từ đó bắt đầu bạn sẽ có thể có một cái cuộc thiết lập, có một cái công bố, có một cái quyết định và có một cái sự lựa chọn rất là quan trọng để bạn cải cách, để bạn chấn chỉnh và để bạn thay đổi cái hoàn cảnh của bạn. Bạn thay đổi và làm cho cái hoàn cảnh thay đổi, và khi cái hoàn cảnh thay đổi như vậy, bạn có cái sự kết nối với mọi người xung quanh. Thì High Priestess này, bạn sẽ có một cái sự kết nối với mọi người xung quanh, bạn có thể biết được ấy, kiểu giống như là bạn có thể hiểu được họ, bạn hiểu được bạn hiểu được mọi người xung quanh, bạn hiểu được công việc của bạn hiểu được rất là nhiều thứ. Cho nên bắt đầu là bạn sẽ có một cái sự chủ động hơn. Rồi bạn cũng sẽ có nhiều những cái sự tương tác, tương quan và kết nối. Từ đó ở cái chỗ này, cái lá bài 6 ly này, nó cho mình nhìn thấy được một cái năng lượng rất là dễ thương, thăng bằng, cân bằng. Nó có những cái kết nối, nó có những cái sự trợ giúp, nó có những cái sự hỗ trợ. Và bạn sẽ thấy rằng là sớm thôi, tự tay bạn một cách lặng thầm nhận những cái thông điệp, tín hiệu, sự kết nối giúp đỡ từ vũ trụ, xong sau đó là bạn là người đại diện tự tay bạn sẽ làm một cái cuộc cải cách rất là lớn cho cái hoàn cảnh cuộc sống và cả công việc của bạn luôn. Và thời khắc đó bạn mới có thể thực sự là thả lỏng và thoải mái được, giống như là bạn cảm thấy là ở yên tĩnh một mình như vậy là nó ổn, đúng không? Nhưng mà là sự tĩnh lặng trước một cơn bão. Rồi, nhưng mà bạn hơi vất vả một chút xíu là bạn sẽ có một cái thời điểm mà bạn xới hết tất cả mọi thứ lên, bạn cải cách lại, bạn quyết định lại, bạn chấn chỉnh lại, bạn công bố lại một lần đó thôi. Nhưng mà nó lại làm cho bạn cái hậu sau này á, bạn lại thông thả được, bạn lại thoải mái được, mà các kết nối và các mối quan hệ nó lại trở nên rất chi là dễ thương, mà bạn cũng nhận được nhiều những cái sự trợ giúp. Đấy, và khi cái thời điểm mà bạn cảm thấy nó thoải mái, khi mà cái thời điểm bạn cảm thấy là nó có thể thông thả và thảnh thơi được, chứng minh cho cái sự yêu thương của vũ trụ dành cho bạn, bạn quá vất vả và bạn sẽ còn vất vả như vậy nữa, và bạn cần được yêu thương, có nghĩa là bạn cần được nghỉ ngơi. Nhưng mà bây giờ vũ trụ làm sao đây, thì nó phải có một quá trình, có cả một diễn biến, có cả rất nhiều những cái sự xoay chuyển như vậy, rốt cuộc cái kết quả là bạn được ngơi nghỉ, rốt cuộc kết quả là nó có những cái sự chuyển biến, thay đổi, rồi có những cái kết nối, có những cái giúp đỡ, bạn là cái người được khỏe đó. Vũ trụ muốn bạn khỏe và khiến mọi thứ để dẫn dắt cho bạn ra được một cái kết quả là bạn khỏe, cho nên nó là tình yêu thương đó. Ngạc nhiên chưa? Ok, đó là câu chuyện của các bạn tụi bài số 1, và mình xin phép ngừng ở đây để cho bạn có những cái sự ngẫm nghĩ một chút xíu. Tại mình không biết bạn ở đang giai đoạn nào trong cái hành trình này, bạn còn đang thụ động hay không, hay bạn còn đang tĩnh lặng, bạn còn đang suy nghĩ trăn trở, diễn biến nó sẽ là như vậy.
Ok, rồi, vậy thì thông qua cái trải bài này nó có lời khuyên về năng lượng của lời khuyên từ năng lượng tâm linh, thì bạn đang trong giai đoạn nào không có quan trọng, mà nếu như bạn càng tĩnh lặng, bạn càng ở yên tĩnh một mình, rồi bạn có những cái thư giãn, có những cái nghỉ ngơi lành mạnh, mi đưa ví dụ lúc nãy là bạn đọc những cuốn sách này, bạn tham khảo những số liệu tài liệu nọ, rồi có thể bạn nghe những cái nhạc mà frequency, nhạc tần số, nhạc sóng não vân vân, những cái điều đó rất chi là được khuyến khích. Để cho bạn thả lỏng được cái tâm trí, và vì vậy bạn sẽ không sử dụng cái tâm trí của mình cứ dồn tới suy nghĩ, nó không có một cái khoảng lặng của tâm trí và năng lượng của bạn để vũ trụ kết nối. Đấy, bạn càng thả lỏng bao nhiêu thì tự nhiên vô thức bạn sẽ được dẫn dắt đến với những cái tín hiệu, với những cái thông điệp mà nó rất hữu ích cho bạn. Thành ra tận hưởng cái khoảng thời gian mà cực kỳ ý nghĩa này của mình các bạn, tụi bà số 1 như bạn chuẩn bị có những cái sự cải cách mà về lâu về dài nó ổn hơn. Là sớm thôi các bạn sẽ chuẩn bị có nhiều những cái nguồn năng lượng mới, nhiều những cái sự chuyển đổi mới tốt đẹp nó sẽ xảy đến đấy. Nhưng mà hỏi bao lâu, tính từ thời điểm mà mình coi cái trải bài này, không phải là 1 tuần 2 tuần sau đâu. Mi có cảm nhận có lẽ nó sẽ đòi hỏi một đôi tháng, tại vì đây là một cái hành trình mà bạn chuyển đổi mà lớn đấy, chứ không chỉ một mình bạn đâu mà còn tác động ngoại cảnh nữa. Có thể là 1-2 tháng sắp tới nó sẽ có nhiều những từng chút, từng bước nó sẽ có nhiều những cái sự chuyển đổi cho bạn. Cho nên Mi mong các bạn tụi bà số 1, bạn hãy giữ sức khỏe giúp Mi với, và cái việc mà để tâm đến cái giấc ngủ của bạn á, và cái sự nghỉ ngơi lành mạnh, thư giãn lành mạnh là cần được lưu ý các bạn tụi bà số 1 nha, vì nó quan trọng và vì nó có ích cho các bạn tụi bà số 1. Ok, bạn giữ sức khỏe, Mi mong phước lành tốt đẹp nhất sẽ nhanh chóng đến bên các bạn tụi bà số 1. Xin chào. Xin chào các bạn tù 2, đây là viên đá và lá bài đại diện chọn tù của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Tù 2, chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau và xem là vũ trụ chuẩn bị bất ngờ nào cho tù bài số 2. Trước khi vào trọng tâm trải bài, hãy làm sạch năng lượng của tụ 2 nhé. Lá bài đại diện chọn tụ của các bạn Shine Your Light là tỏa sáng. Giống như đến một cái thời điểm, đến một cái giai đoạn, một cái cột mốc quan trọng thì các bạn tụ bài số 2 sẽ tỏa sáng được, sẽ thành tựu được, sẽ có những cái thành công, hoặc là sẽ có những cái dấu ấn nào đó mà nó phản ánh đúng được tố chất của bạn chăng? Nó phản ánh đúng được cái lý do, cái sứ mệnh mà bạn xuất hiện ở trong cuộc sống này chăng? Shine your light là tỏa ánh sáng. Vậy thì trong trải bài này nó cho mình nhìn thấy được các bạn tụ bài số 2, bạn lúc nào cũng đã nè, đang nè, rồi thậm chí có thể là sẽ luôn. Bạn luôn luôn có những cái sự bận rộn, tất bật, nhiều những cái vai trò, trọng trách, trách nhiệm, lúc nào bạn cũng bận rộn giống như vậy. Thì nó cho mình có một cái cảm nhận, sự bận rộn, sự cố gắng, nhiều trách nhiệm như vậy của tụ bài số 2 nó giống như một cái nhân vậy. Sớm thôi, bạn có thể sẽ nhận được một cái quả, và cái quả đó là cái quả Shine Your Light, là một cái quả tỏa sáng của các bạn. Và cái quả Shine Your Light này nó sẽ mang đến một cái sự thay đổi, một cái sự nhận diện, một sự thay đổi cho các bạn tụ 2. Vậy thì ở đây Mi cứ có một cái cảm nhận là temptation nó giống như một cái sự cám dỗ. Ở đây nó là một cái năng lượng, không biết có phải là cái ngoài đời sống thật của các bạn tụ bài số 2 á, bạn lúc nào cũng chỉ có là làm việc và trách nhiệm, lâu dần nó giống như temptation, nó là một cái guồng quay, nó là một cái thói quen. Tại vì temptation dịch nghĩa nó là cái cám dỗ, nhưng mà mày không nhìn thấy rằng cái nghĩa cám dỗ đây nó chỉ đơn giản, nó cho mày đang nhìn thấy là một cái guồng quay, một cái nếp của tụ 2 là bạn liên tục làm bên này xong rồi thì phải quay qua bên kia làm việc khác xong rồi quay bên nọ, lại có những cái trách nhiệm khác, lại có những cái vai trò khác, lại có những cái trọng trách khác. Nó như một cái guồng quay, nó như một cái vòng xoáy, đó là của cái temptation này. Thì cái vòng xoáy và cái guồng quay đó nó làm cho các bạn
chỉ có biết là mình hơi bối rối một chút xíu. Có nghĩa là bạn không tìm thấy được, bạn không phát hiện và bạn không có nhận ra và hiểu được cái bản thể của các bạn, cái sứ mệnh của các bạn, cái giá trị của các bạn và cái vai trò thực sự của các bạn, tổ bài số 2 đó. Bạn hình dung không? Đó. Thành ra mình không biết được rằng là liệu chừng với năng lượng này, không biết bạn có một cái ấp ủ gì đó trong lòng hay không, nhưng mà rồi lại bận rộn, rồi lại với nhiều trách nhiệm. Đó. Thành ra trải bài này là một cái trải bài hai cái lá bài này nè, nó cho mình cảm nhận, có thể biết đâu bạn có một cái nung nấu nào đó trong lòng nhưng bạn chưa đủ tự tin, hoặc là bạn chưa thật sự là có những cái sự chuẩn bị cần thiết. Bạn chỉ đơn giản là mình muốn một điều gì đó nhưng mà bạn lại đang quá bận rộn. Có thể nó làm cho bạn chần chừ ở chỗ này. Thật ra bạn cũng đang ổn, thật ra bạn cũng đang bận. Cho nên nếu muốn thêm một cái sự ấp ủ nào đó, hoặc là xây dựng hoặc thực hiện thêm một cái ấp ủ nào đó, liệu chừng nó có, hoặc là có cần hay không, hoặc là bạn có quán xuyến hết được hay không. Đôi khi có thể là năng lượng như vậy, tại vì bạn đang bị kẹt trong một cái guồng quay công việc á, nên mình lật úp cái lá bài này xuống là như vậy. Chúng ta xử lý năng lượng từ từ. Đó, bạn đang ở trong cái guồng quay đó, không phải bạn không có gì, bạn đã đang rất là bận rộn rồi. Đó, nhưng mà mình sẽ đặt một cái dấu chấm hỏi, tại vì trong trải bài này nó cho mình có một cảm nhận, mình sẽ đặt một cái dấu chấm hỏi rất lớn là vì sao, cớ làm sao mà tụ bài số 2 lại dạo cái thời gian gần đây, khoảng thời gian này bạn lại nung nấu, nuôi nấng mà ấp ủ trong lòng một cái việc gì đó hay một cái ý định nào đó bạn muốn làm. Tại vì lá bài này mới xem phép quay thẳng lại, bạn sẽ nhìn thấy cái lá bài này nó hơi mờ một chút xíu, nhưng ở cái khu vực đó là một cái bóng, một cái bóng nó đang dẫn dắt nhân vật này, như là các bạn tụ hai vậy. Mới đang nhìn thấy cái bóng này á, thực ra cái năng lượng này bình thường không có gì cả, cái bóng này nó chỉ là số phận dẫn dắt, sứ mệnh á, dẫn dắt các bạn tụ bài số 2 đến một cái thời điểm, không phải sớm hơn cũng không phải trễ hơn, mà dạo thời gian gần đây ngay lúc này thì bạn lại nuôi nấng và nung nấu trong lòng của mình một cái ấp ủ nào đó, nhưng bạn lại cho rằng thì mà là vân vân nhiều yếu tố, và bạn chưa có thực hiện, chưa có đi theo cái tiếng gọi, cái sự dẫn dắt của cái số phận và cái sứ mệnh đó, bởi vì bạn vốn đã bận rồi. Đó, thì ngay kế bên cái lá bài này lại rất đẹp, mình xin phép quay thẳng lại để cho bạn nhìn thấy. Đây là một cái người soi trong gương thôi, là chính bản thân phiên bản của tụ bài số 2. Bạn đừng để ý giới tính giúp mình, nam giới đàn ông gì, cứ nhìn lá bài này như các bạn thôi thì cứ coi như đây đàn ông luôn. Đấy, kiểu vậy. Thì ở đây nè, là cái công việc thường nhật của các bạn. Nó đơn điệu thôi, chứ mình không có nói gì, đơn điệu thôi. Thì nó còn một cái bản thể, một cái sứ mệnh, một cái vai trò, một cái số phận khác nữa của tụ bài số 2, mà bạn nhìn nó sắc sảo hơn rất là nhiều, nhìn nó sáng và nó sắc sảo hơn rất nhiều. Đây là một cái tiếng gọi, một cái tiếng gọi của sứ mệnh, một tiếng gọi của số phận. Mình có cảm nhận như vậy. Nhưng mà bởi vì nó có quá nhiều cái yếu tố đi, thành ra nó chỉ làm cho bạn đang loay hoay. Đó, cho nên vấn đề ở chỗ là bây giờ cái lá bài đại diện chọn tụ của tụ hai là Shine Your Light, là tỏa sáng. Đấy, bạn có bạn bạn nhớ lúc nãy em nói cái này nó có phần hơi đơn điệu, nó không tỏa sáng được cái hình, không biết là nó có, bạn có nhìn thấy rõ được không, nó nằm sát màn hình quá. Ok, xin phép là đặt ở đây vậy. Ok, mình đặt ở đây luôn đi cho khỏi thấy cái hình mờ đó bạn nhé. Rồi, bạn thấy cái này là Shine Your Light thì ở bên này nó mới là Shine, cho nên có vẻ giống như số tiếng gọi của số phận, tiếng gọi của sứ mệnh đã làm cho các bạn tụ bài số 2, để làm cho bạn tụ bài số 2, bạn mới nhìn thấy, bạn mới nuôi nấng, bạn mới ấp ủ trong lòng của mình rồi. Và nếu như mà chúng ta đi theo cái tiếng gọi, cái sự ấp ủ, một cái nung nấu trong lòng của tụ bài số 2 như vậy, có vẻ như nó sẽ là Shine Your Light, là tỏa sáng cho các bạn tụ bài số 2. Nhưng mà cái vấn đề nó lại đang nằm ở chỗ là bạn chần chừ, bạn không đủ sự tự tin chăng, hoặc là bạn e dè, bạn còn nhiều cái sự ngần ngại, cho nên nó đang còn bị mắc kẹt ở đây, nó đang còn bị treo giò các bạn tụ bài số 2. Nó treo giò. Mi lại đang có một cảm nhận ở cái chỗ này đây.
ở chỗ này, vì đây là một cái sứ giả của sự thay đổi và đây là thầy tu. Thì hai năng lượng này nó cho mình nhìn thấy được là thực ra khi mà chúng ta đã đặt một câu hỏi tại sao sứ mệnh và số phận lại kêu gọi á, thì điều này có nghĩa là sứ mệnh và số phận của bạn thì bạn phải đi đó, thì bạn phải đi. Nếu như mà bạn cất bước chân tập tễnh đầu tiên thay đổi, cái này nó cũng cho mình đang nhìn thấy bạn học đấy, có thể là bạn sẽ học, cần một chút xíu cái sự kiến thức bạn học, chỉ cần bạn gọi là có cái bước chân đầu tiên, bạn sẽ tìm đúng thầy. Quan trọng ở chỗ như vậy, vì đây là tiếng gọi của số phận, đây là tiếng gọi của sứ mệnh mà, cho nên sẽ dẫn đường cho bạn. Vì vậy nếu bạn đi tìm thầy, bạn cũng tìm đúng thầy, bạn tìm thuốc, bạn cũng tìm đúng thuốc á, ý mình là vậy. Nhưng mà ít nhất là bạn sẽ phải có cái bước chân đầu tiên, phải có cái khởi động đầu tiên. Ok. Mà cái sứ mệnh của bạn, sao mi nhìn cái lá bài này mi có cảm nhận đây là một cái sứ mệnh, nó không phải là một mình các bạn đâu. Cái sứ mệnh này là một cái sứ mệnh mà bạn sẽ có nhiều lắm cái sự giúp đỡ, chia sẻ và san sớt, cũng như là kết nối với nhiều người xung quanh, giúp đỡ nhiều người xung quanh. Và từ đó bạn ngược lại nhé, bạn cũng nhận được rất là nhiều những cái sự khai sáng, giúp đỡ và đồng hành của nhiều người xung quanh luôn. Cái sứ mệnh này là cái sứ mệnh giúp người khác, nhưng thực ra nó là hành trình của riêng bạn, số phận của bạn, hành trình của riêng bạn đó. Nhưng mà nó không đơn độc một mình đâu, mới có cảm nhận không hề đơn độc một mình. Bạn không hề đơn độc một mình đâu. Năng lượng này là vì chúng ta cũng có thể sẽ nói là vì số phận và sứ mệnh gọi các bạn tụ bài số 1, cho nên vũ trụ sẽ dẫn đường cho bạn. Cái hình mà nó mờ ở chỗ này nè là cái năng lượng đó đấy, năng lượng tâm linh đó, dẫn đường cho bạn để bạn gặp đúng thầy, để bạn gặp đúng thuốc, để bạn gặp đúng đối tác. Đó, kiểu vậy. Để cho bạn thực sự có thể khai mở được, bắt đầu được, khởi tạo được cái ấp ủ trong lòng của các bạn. Tụ bài số 2. Ở đây bạn sẽ nhìn thấy cái người này nè, cái người trong lá bài này hơi nhức đầu, quá trời nhức đầu luôn. Bởi vì sao? Bởi vì nó có nhiều những cái sự cần phải thay đổi, cần phải thay đổi, cho nên có thể đó là một trong những cái nguyên nhân nó nhức đầu. Và vì sao lại nhức thay đổi mà nhức đầu? Cái lá bài cho mình thấy một cái năng lượng thịnh vượng và thắng lợi, nhưng mà nó cũng là một cái một cái lá bài nó mang năng lượng khá là kỹ tính. Ok, kỹ tính nhưng mà cẩn thận, chi tiết và thành công. Vậy thì bây giờ chúng ta xem tiếp những lá bài mà vừa mới lấy ra. Cái việc mà bạn sẽ dấn thân để khởi tạo, thực hiện và xây dựng cho bằng được cái ấp ủ ý định trong lòng của bạn ấy, có thể nó sẽ đòi hỏi bạn có nhiều những cái sự trau dồi kiến thức, học ấy, ý mình nói là học, hoặc là nghiên cứu thôi, hay chỉ đơn giản gọi là nghiên cứu thôi. Bạn có thể là nghiên cứu, ok, nghiên cứu nè, và có thể là một trong những cái năng lượng mà nghiên cứu hay là tìm tòi, học hỏi đó, nó sẽ mang đến cho bạn nhiều cái sự thay đổi và buộc bạn phải thay đổi như vậy, cho nên có thể là nó làm cho bạn mệt đấy, mệt vì bạn vốn dĩ đã bận rồi, bận rồi mà còn thêm những cái này nè, thành ra là bạn cứ chần chừ mãi là như vậy. Có thể đó, cho mình có một cảm nhận bạn mất sự nhẫn nại, bạn không có cái sự nhẫn nại, tại vì đâu phải rảnh không đâu, kiểu vậy. Nhưng quan trọng, ok, mình đang muốn coi cái năng lượng The World này nè. Có thể là bạn vì Emperor này, không biết các bạn có bị mất tự tin không? Ồ, hình như đoạn đầu mình có nói, mình cứ có cảm nhận như là tụ và số 2 bạn có phần nào đó mà hơi bị tự ti, hơi bị mất tự tin á. Nhưng mà bạn hoàn toàn là đủ năng lực. Mình không biết là bạn ấp ủ cái gì trong lòng, nhưng năng lượng này là bạn hoàn toàn đủ cái năng lực của bạn. Chỉ cần bạn hoàn thiện cái bước mà tổng hợp thông tin, hoặc là nghiên cứu, hoặc là học hỏi, rồi từng bước một bạn sẽ gặp được những cái người thầy, ok, bạn sẽ gặp được những cái đối tác dẫn từng chút, dẫn đường từng chút, dẫn đường từng chút. Đôi khi không phải thầy, đôi khi không phải là đối tác, như theo cái kiểu là mình tới một cái khóa học nào đó đó, hoặc là mình tới một cái trung tâm nào đó thì mới gọi là thầy, đúng không? Năng lượng này cho mình nhìn thấy đôi khi bạn chỉ cần khởi cái bước chân đầu tiên, có thể bạn trò chuyện với một người khách hàng này, có thể bạn sẽ nói chuyện với một cái người đồng nghiệp nọ, vậy đó mà lại có nhiều những cái thông tin, nhiều những cái kiến thức mà nó rất giá trị, nó rất hữu ích cho bạn. Thầy như vậy đó,
đôi khi minh sư của mình không có phải là một người bái tổ gì hết, nhưng mà ví dụ mình bị đau một lần ở đâu đó, mình bị vấp chân ở cái chỗ đó, vì ví dụ ra đường mình vấp chân vào cái viên đá này thì mình biết ngay viên đá này là thầy dạy cho mình một bài học là đi đứng cho nó cẩn thận, hoặc là viên đá này lại là minh sư của mình để giúp cho mình biết một điều rằng là con đường đó hay cái hướng đó nó sẽ có nhiều đá như vậy mình né đó, dạy cho mình một bài học cẩn thận nữa không chừng đấy, kiểu vậy. Mi xin phép giải thích rõ cái năng lượng của người thầy hoặc là minh sư hoặc là cái người hướng dẫn ở trong trải bài này, Mi cảm nhận là như vậy. Đó. Nhưng mà bạn hình dung là bất kể ai bạn gặp trên hành trình này đều là có một cái sự đặc phái của vũ trụ cả, để từng bước cho bạn có được cái sự tự thành, để bạn có thể thực hiện, bắt đầu khai mở được cái ý định của bạn. Tại vì cái ý định này, cái định giúp người khác, đôi bên cùng có lợi, kiểu giống vậy. Người ta cần bạn và bạn cũng cần người ta luôn. Nhưng bất kể là cái ý định ấp ủ nào của các bạn, tụi bài số 2 mới cứ có cảm nhận là bạn sớm khai mở và bắt đầu nó, thì nó sẽ có cái năng lượng của thành công. Vì rõ ràng đây là những cái năng lượng thành công, may mắn và thịnh vượng, thậm chí trong cái khía cạnh con đường tài vận. Và bạn cũng sẽ thu nhận được rất là nhiều những cái sự cảm phục, nể trọng, quý mến, tôn trọng của nhiều người xung quanh dành cho bạn, hướng về cho bạn. Và thậm chí cũng có thể biết đâu là một cái hành trình mà bạn có nhiều những cái sự hướng dẫn ngược lại cho người khác, để giúp đỡ mà, hướng dẫn lại cho người khác, chia sẻ lại cho người khác nữa là không chừng. Cho nên đó là một cái hành trình mà shine your light là như vậy, shine your light, tỏa sáng. Cho nên là ban đầu khởi điểm là mình có nhiều những cái sự chần chừ, cứ cầm hơi rồi mất tự tin vân vân vậy đó. Vì vậy mà khi bạn dấn thân một cái, ngạc nhiên chưa, bạn lại bước chân vào trong một cái hành trình mà nó có nhiều những cái sự thuận lợi. Dĩ nhiên thử thách là nó phải có, nhưng mà gặp được minh sư, có nhiều những cái kiến thức, nhiều những cái sự học hỏi, rồi mình hiểu hơn về bản thân của mình lại có một cái năng lượng gọi là trưởng thành hơn, vững chãi hơn, lại còn giúp ngược lại cho người khác, chia sẻ lại cho người khác, rồi còn nhận thì nhiều những cái sự cảm mến hay là tôn trọng và quý mến của nhiều người xung quanh. Đấy là một cái hành trình rất là ngạc nhiên, bất ngờ dành cho các bạn tụi bài số 2. Đó là cái câu chuyện của các bạn là như vậy. Ok, mình xin phép tạm ngừng ở đây, tại vì không biết bạn đang ở trong cái giai đoạn nào, quá trình nào của cái năng lượng trải bài này. Dẫu là bạn ở đâu đi chăng nữa, mình vẫn mong rằng bạn hãy tự tin vào bản thân của mình, các bạn tụ bài số 2 nhé. Vì bạn cần có cái bước chân đầu tiên, bạn sẽ thấy rằng mọi năng lượng nó khai mở cho các bạn tụ bài số 2. Ok, chúc nguyện như ý, cầu mong phước lành tốt đẹp nhất sẽ nhanh chóng đến bên các bạn tụ bài số 2. Xin chào các bạn tụ 3, đây là viên đá và lá bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Tụ 3, chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau và xem là vũ trụ đang chuẩn bị bất ngờ nào cho tụ bài số 3. Trước khi vào trọng tâm trải bài, hãy làm sạch năng lượng của tụ 3. Lá bài này của các bạn tụ ba cho Mi cứ có một cảm giác, bạn nhìn xem như là cái nhân vật này nè, họ đang cầm cái đồng tiền, đúng năng lượng của lá bài này thì nhân vật này cảm nhận như đang đi đến một cái cơ quan đoàn thể nào đó, có thể là nhân vật này đang muốn đi khám sức khỏe hoặc là đang đi ngân hàng để vay tiền chăng, vì lá bài này mang năng lượng của sức khỏe. Rồi cũng có thể sẽ là mối quan hệ, cũng có thể sẽ là về tài vật, là tiền nong, và ở đây nó có một cái hợp đồng, contract, cái hợp đồng, cho nên có thể là chuẩn bị để mà sắp tới để ký kết một cái giấy tờ quan trọng nào đó, để bắt đầu. Vì trải bài này có một năng lượng là bắt đầu lại, bạn giống như tụ ba, bạn đang ở trong một giai đoạn, một cái sự thay đổi lớn, một cái bước ngoặt, một cái sự xây dựng lại hoặc là bắt đầu làm mới, có một cái giao kết, có một cái ký kết, có một cái hợp đồng để mình bắt đầu khởi động lại, bắt đầu khởi tạo lại, bắt đầu thay đổi lại. Tại vì ở đây bạn sẽ có là closing door, là một cái cánh cửa đóng lại, để khi nó đóng lại vậy thì có nghĩa là sẽ có một cánh cửa khác nó mở ra đó, ý mi vậy. Thành ra là lost and found, mất rồi xong tìm thấy, là một cánh cửa đóng thì sẽ có một cánh cửa mở. Cho nên khi mà nó mở ra như vậy, nó mở ra là một cái bước ngoặt, là một cái sự thay đổi, là một cái sự xây dựng lại, bắt đầu khởi tạo lại cho các bạn tụ bài số 3. Cho nên ở đây nó có một cái hợp đồng, nó có một cái giấy tờ như là một cột mốc vậy.
Thì hai cái lá bài này nối lên nó cho mình nhìn thấy là repairing the veil. Bạn có thấy hai cái bầu trời chuẩn bị được nối lại không? Bạn có thấy không? Hai bầu trời chuẩn bị được nối lại bởi một sợi dây rất là đẹp. Thành ra nó giống như một cái sự sửa chữa, repairing là sự sửa chữa, kết nối lại bên này và bên kia, việc này và việc nọ, người này và người kia, chuyện này và chuyện nọ đang chuẩn bị có cái sự nhập lại á. Ok. Cho nên cái cánh cửa này đóng lại và cái cánh cửa khác mở ra, thực sự ra nó vẫn có cái sự tương quan. Tương quan. Nhưng có thể là với lá bài này tụ 3 có thể bạn sẽ không hẳn là vui đâu. Những cái lá bài này cho mình có cảm giác như vậy, bạn không vui, nhưng thực sự ra đây lại là một chuyện tốt cho bạn, một chuyện vui cho bạn, nhưng mà bởi vì nó diễn biến trong một cái hoàn cảnh là có thể nó bất ngờ cho bạn, có thể bạn không tiên liệu theo cái hướng như vậy, cho nên có thể là bạn không vui. Bạn không vui. Ok. Thậm chí là lúc nãy mình nói với bạn cái lá bài này nó cho mình có một cảm giác là cái trạng thái, cái tình trạng của tụ bài số 3, có thể là bạn đang có một cái vấn đề nào đó về sức khỏe buộc bạn phải đi khám sức khỏe nè. Hoặc là một cái vấn đề nào đó về cái mối quan hệ, hoặc là về cái chuyện tiền nong buộc bạn phải đi ngân hàng nè. Mình đang có vấn đề như vậy đó. Tóm lại lá bài này là nó rối rắm, nó đang có một cái vấn đề thì làm sao mà mình vui được. Nhưng mà cái vấn đề đó nó đã dẫn dắt, nó đã đẩy các bạn tụ bài số 3. Vì sao mình nói dẫn dắt và đẩy? Vì kế bên nó có một cái lá bài, có thể bạn sẽ thấy nó hơi mờ. Ở cái khu vực mờ đó là một cái bóng người đang bay lơ lửng trên trời cao. Thì cho mình nhìn thấy được the star ở đây là một giống như... Đây là một cái hệ quả, đây là một cái sự dẫn dắt. Cái hoàn cảnh của bạn hay là cái số phận của bạn nó phải như vậy. Nó dẫn dắt đến cái giai đoạn. Đôi khi bạn cần phải có những cái rối rắm và trở ngại như vậy để nó dẫn dắt bạn đi qua một cái hướng. Buộc mình phải đi theo cái lộ trình giống vậy chăng? Vì ba gậy ở chỗ này nó cho mình nhìn thấy được có vẻ là cái việc của bạn ấy, một cái sự việc hay một cái hoàn cảnh, một tình huống nào đó của bạn, nó chưa thật sự có một cái hiệu quả nào mà nó rõ rệt cả. Bạn đang loay hoay, bạn muốn làm một cái việc nào đó, nhưng đúng nghĩa là loay hoay thôi, nó không diễn biến nhanh được. Novice of Swords này nó ngược nè, nó không có nhanh được. Bạn đang muốn đạt được một cái việc nào đó, một cái mục đích nào đó, mình đang rất chi là muốn, nhưng mình cứ đang đi lòng vòng tìm đường, tìm cách, tìm đường, tìm cách. Ok, rồi nó cũng có những cái việc bất ngờ xảy đến, có những cái trở ngại, lòng vòng tìm đường, tìm cách, tìm mãi, tìm không ra. Rồi, nhưng mà thật ra từ cái cột mốc này, tại vì chúng ta đang kết nối năng lượng với nhau để xem là vũ trụ chuẩn bị bất ngờ hoặc là ngạc nhiên nào cho các bạn tụ bài số 3, thì vì bạn đã loay hoay mãi mà nó chưa ra, nó chưa xúc tiến, nó chưa nhanh được đây, nó chưa tới đâu được. Cho nên đây cái chỗ mà mình nói với các bạn, cái mờ mờ là một cái bóng á, đấy là cái năng lượng tâm linh, năng lượng cái số phận dẫn dắt cho các bạn, năng lượng tâm linh dẫn dắt cho các bạn, dẫn dắt. Cho thì thực ra khi mà bạn đã có cái sự bảo hộ dẫn dắt như vậy rồi, nó là tin vui, nhưng mà bạn có thể sẽ không cảm thấy vui đâu, bởi vì cái hoàn cảnh của bạn vốn dĩ nó đang rối rắm, nó đang lòng vòng đó, thì làm sao mà bạn vui được? Thì tại vì chúng ta chưa biết thì chúng ta chưa vui thôi. Ok. Nhưng mà năng lượng này là năng lượng bây giờ, là bạn đã có cái sự dẫn đường đó. Dẫn đường để mà bây giờ mình sẽ thật sự là mới bắt đầu. Lost and found. Có cái trở ngại nào đi chăng nữa, lost là trở ngại cũ nè, rối rắm cũ là cái lá bài này. And found là tìm thấy được rồi. Bạn sẽ tìm thấy được một cái con đường, bạn sẽ tìm thấy được một cái bước ngoặt, một cái sự thay đổi ở cái chỗ này. Ok. Để mà nó nối cả cái chuyện mà bạn đang dở dang lòng vòng với cái hành trình phía trước, thực sự ra nó đều là một cái tiếp dẫn, tiếp nối cho nhau cả. Nhưng mà nó sẽ có một cái hợp đồng ở chỗ này. Ok. Và cái lá bài đại diện chọn tụ của các bạn, Internal Explorer, là một cái sự khám phá nội tâm. Khám phá nội tâm và cái hợp đồng. Lúc đầu mới có nói với bạn như vẻ người này họ chuẩn bị đi đến một cái nơi để ký một cái hợp đồng á. Cái hợp đồng này thực ra là không phải là hợp đồng đầu tiên. Mới có một cái cảm nhận như đây là một cái hợp đồng mới, hay là một cái sự gia hạn hợp đồng nào đó, hay một cái sự chuyển đổi điều lệ của hợp đồng. Ok. Bạn nhớ lúc nãy mới có nói là cái cũ với cái mới chuẩn bị nối lại không? Nhập lại và nối lại đó. Thì áp cái năng lượng này vào trong cái hoàn cảnh thực tế của các bạn tụ bài số 3.
đây là một năng lượng, vẫn là lúc nãy mình nói bạn mới cảm nhận là bạn không có vui, và làm sao mà bạn có thể vui được khi mà nó có cái sự rắc rối đó, kiểu vậy. Mà vì cái năng lượng không vui cho nên cảm nhận như là bạn đang không chấp nhận sự thật vậy. Lá bài đại diện chọn tụ cảm nhận như bạn đang không có, chưa chấp nhận được sự thật. Bạn chưa chấp nhận là cái cánh cửa cũ nó phải khép, và bạn chưa chấp nhận cái lost, cho nên trì hoãn cái found. Lost là mất á. Ok, found là tìm thấy, trì hoãn cái mất. Mình không có chấp nhận rằng là mình mất thì mình đâu chịu đi tìm cái mới đó. Đó kiểu vậy, cho nên nó hơi là có cái sự trì hoãn ở đây một chút xíu với cái hai cái năng lượng mình mới lấy ra. Ok, đó. Cho nên cái lá bài này, lá bài Wheel of Fortune là bánh xe số phận, là một cái vòng xoay. Lá bài này là một sự bất ngờ, một vòng xoay của sự may mắn. Cái hoàn cảnh của bạn thật ra nó lại là may mắn nếu như mà bạn phải tái làm lại, hoặc là thông điệp lúc nãy mình nói đấy, lòng vòng như vậy. Như sau bây giờ đã bắt đầu có sự dẫn dắt của số mệnh, bây giờ đã có cái sự dẫn dắt của năng lượng tâm linh rồi, nhưng mà bạn không vui. Nhưng trong khi đó đã có cái sự dẫn dắt của số phận, số mệnh, đã có cái sự dẫn dắt của tâm linh, nó như một cái hệ quả mà phải có trong cái hoàn cảnh của bạn thôi. Thì đó có được một cái sự bảo hộ, nhưng mà bạn lại gần như không có chấp nhận, gần như không vui, cho nên nó hơi trì trệ cái vận may của bạn. Thực ra trong cái rủi nó có cái may, hơi năng lượng giống vậy. Ok, thì nếu như bạn chấp nhận, vì lá bài đại diện chọn tụ là một cái sự trì hoãn lại. Bạn hình dung là Eternal là ở phía bên trong, Explorer là một cái sự khám phá bên trong bạn. Tại vì hiện tại bây giờ nó cái năng lượng này là mình ok, mình thuận theo dòng thì mình sẽ kết nối được tâm linh đó, kiểu vậy. Những này là bạn chưa muốn rồi, cho nên nếu như mà bạn thả lỏng một chút xíu, bây giờ bạn có làm khác được hay không? Chuyện nó đã như vậy rồi, bạn có làm khác được nữa hay không? Hay nếu như chúng ta thuận xuôi theo dòng, có vẻ là nó sẽ có một sự xoay chuyển, bắt đầu một hành trình mới cho bạn ở đây. Vì bạn đang khó quyết định, vì bạn đang nghĩ không được thông suốt, bạn không vui cho nên nó khó cho các bạn. Đó, nên năng lượng trải bài này, vũ trụ đang chuẩn bị, thực ra là vũ trụ đã nhúng tay vào rồi. Đã nhúng tay vào và xoay chuyển vận số cho mình rồi. Đó là một cái sự chuẩn bị cho các bạn đó. Nhưng mà ở chỗ các bạn tụ bài số 3 vẫn còn cái sự trì hoãn lại, thì cái lá bài Six of Cups chỗ này nè, nó cho mình đang nhìn thấy được là vì cái lá bài này khi mình nhìn thấy nó là một sự giúp đỡ, là một cái sự giải phóng nội tâm, là một sự đơn giản hóa thôi. Các bé con này đang chơi búp bê, nó rất là vui vẻ, tiệc trà chiều nè. Nhưng mà cái người này họ nhàm chán lắm, thì cái trẻ con này mời cái người lớn vào chơi cái trò chơi vui vẻ giống như vậy. Thì nó thể hiện cái trạng thái của các bạn tụ bài số 3, bạn đang khổ sở, mất mát, hoặc là không có vui, lộn xộn, nhàm chán, và nội tâm của bạn đang không chấp nhận sự thật. Cho nên chính nội tâm của các bạn, nội tâm cũng chính là internal ở bên trong nè, nội tâm của bạn là đứa trẻ bên trong của bạn đấy. Nếu như chúng ta khám phá cái nội tâm của bạn đang phải chịu đựng như thế nào, nội tâm của bạn đang khổ sở lòng vòng ra sao, và bạn biết ngay rằng là nội tâm của bạn cần được quan tâm, cần được chăm sóc, thì bạn nghĩ đơn giản hơn chút xíu, quay trở về có còn được đâu. Đi lại con đường cũ khổ như gì, nội tâm nó phải chịu đựng rất là nhiều. Vậy đi đường mới không biết nội tâm nó có nhẹ hơn hay không, mà đường mới là có vũ trụ dẫn dắt. Đó, nó cho mày đang nhìn thấy sự bù đắp, trả lại, cân bằng lại, công bằng lại cho các bạn tụ bài số 3, hành trình phía trước. Nhưng không biết là bạn có chịu hay không, tại vì có vẻ như là phải bắt đầu lại, phải xây dựng lại, phải làm lại. Nhưng mà bạn không chịu, cho nên là bạn không thấy vui. Rồi, nó sinh ra một cái năng lượng là như vậy đó. Thành ra đây là một cái thời điểm, vì lá bài cuối cùng trong trải bài của bạn Hierophant, nó là một lá bài thầy tu, nó cũng là mang năng lượng của tâm linh đó. Mình xin phép tinh gọn màn hình cho nó thoáng. Ok, đó là lá bài này, lá bài thầy tu, lá bài về một bài học, về một người thầy, về một bài học, về một cái sự cải cách, về một cái sự đổi mới đó. Thành ra nó cho mình cảm nhận được rằng là thời gian qua cũng có thể sẽ là một bài học, nhưng mà hành trình sắp tới bạn cũng sẽ có được một người thầy. Hiện tại bây giờ là người thầy tâm linh, đứa trẻ nội tâm của các bạn tụ bài số 3. Và đây là một cái thời điểm có vẻ như ta cần phải phá vỡ tất cả những cái cải cách. Mi nói tự nhiên mắt mi lại bị thu hút bởi hai cái chìa khóa này. Bạn có thấy hai cái chìa khóa của ông thầy tu không? Nó cho mi nhìn thấy hai chìa khóa này là hai chìa khóa của cái cánh cửa của chúng ta ở đây, closing door. Một cái cánh cửa đã khóa lại rồi thì ông thầy tu đưa cho bạn một cái chìa khóa khác để bạn mở cái cánh cửa thứ hai. Sẽ có cái cánh cửa thứ hai, có nghĩa là phá vỡ đi cái nguyên tắc cũ và mình chấp nhận một hành trình mới. Đó là hành trình vũ trụ chuẩn bị cho bạn, bù đắp cho các bạn tụ bài số 3.
Ok, nếu mà bạn chấp nhận buông thuận theo cái dòng á, thuận theo cái dòng, bạn sẽ tìm lại được cái sự bù đắp cho bạn một cái hành trình mới. Nó có mang một cái năng lượng của sự chữa lành nè, mang năng lượng của một cái tia hy vọng cho bạn nè. Ok, xoay chuyển. May mắn cho các bạn tụ bài số 3. Ok, thực ra nó sẽ phụ thuộc vào quyết định của các bạn tụ 3 đấy. Nó có một cái năng lượng của sự quyết định, mà nếu đã là như vậy, mình xin phép dừng ngay ở đây. Tại vì bạn sẽ có cái quyết định riêng của bạn, và mong cho các bạn tụ bài số 3, dẫu bạn có quyết định như thế nào đi chăng nữa, mình cầu mong rằng là tất cả những phước lành tốt đẹp nhất, thuận lợi, may mắn, quý nhân mà tốt đẹp sẽ nhanh chóng đến bên các bạn tụ bài số 3 nhé. Mong cho bạn có những cái quyết định sáng suốt nhất, tốt đẹp nhất và phù hợp nhất cho các bạn tụ bài số 3. Chúc nguyện an lành.